Vỡ bị rơi cái điện thoại. Vỡ mất tưởng lực. Vỡ luôn à? Kinh nhờ. À, mà rơi quả mạnh nhá. Nó rơi ụp xuống cái màn hình này này. À ụp xuống cái nền gạch. Sâu bên trong đi vào càng chúng mình đi vào bên trong vào nào. Trong vào hẳn trong vào hẳn trong đi đây con à con ơi con bình ơi bình đi vào đằng trong kia đi vào đằng trong kia cô Hải ơi đi đi con ơi đi đi Hải Nam ơi Hải Nam ơi vào miệng nó thôi. Đứng xa ra, đưa tay vào thôi. Ôi kìa Yến kìa. Cầm như thế này, con cầm từ gốc của nó đây này, Yến kìa. Con này. Đứng xa ra cho cô. Thôi. Hoàng Yến thôi, Hoàng Yến thôi. Hoàng Yến đứng đùi cho con. Các bạn ơi, đứng xa ra nhá, không được đứng gần nó đâu nhá. Đưa nó ăn một cái là thôi, chúng mình phải rút tay lại luôn. Yến ơi, cái này của con bị gãy rồi, con ra con lấy cái khác đi. Kìa bỏ tay ra kìa. Đứng lùi ra nào con nào. Con ơi không thở qua đấy, đứng ở đây. Đứng bên này. Đứng ở đây loan làm sao được. Bạn nào cho ăn xong rồi thì các con đứng ở bên ngoài. Không được thở sát tay vào đâu nhá. Đi sang cho ngan ngỗng ăn đi, đà điểu ăn đi. Thôi Khang ơi thả vào để cho nó ăn chứ con cứ giữ thế bao giờ nó ăn được. Tâm ơi cho hẳn vào trong đi con. Tâm. Tâm ơi. Vi ơi Vi con cho hẳn vào trong đi con cứ đơ thỏ ngoài thì nó ăn làm sao được. Cho lên cao cái lỗ to này nó mới ăn được con này. Hãy bỏ tay ra. Không ai thò tay vào đâu con. Chỉ thò cái hướng ngọn rau thôi. Thôi nào xong chúng mình đi sang thăm qua bên đà điểu nào. Xong chưa? Hết lá rồi con nào ở kia có. Thôi đi nào đi sang bên kia kìa. Đi sang bên đà điểu cho đà điểu ăn nào. Con cho rồi à? Nha, không ai được đứng vào đấy nữa nha. Ừ, đi sang cho đà điểu ăn đi. Chỉ thò qua lỗ đấy thôi nha, nhớ chưa? Không đi đây đâu. Ai đây? Ai đây? Này. Các bạn đứng ở bên này sao con lại đi vào đây? Các con chỉ cho ăn qua cái lỗ này, cái khe cửa đấy thôi. Đi sang ở bên kia cho cô, tất cả đứng hết ở bên kia. Đứng hết ở bên kia. Nó sẽ vào kia nó ăn. Thò qua khe cửa này. Sang thò qua ô cửa này. Không ai được đi ra đây đứng. Kia, bạn ơi, bạn đi sang bên kia. Bạn sang bên kia. Bạn ngựa ơi, bạn sang bên kia. Đấy, các cháu cho ăn, các bạn ấy cho ăn nha. Đấy, nhớ nha. Sang bên này đứng cho cô. Không ai đứng ở bên này. Đi sang bên này. Không ai đứng ở chỗ cửa đấy nhá. Nhớ nha, đứng ở bên đấy không được sang cửa này đứng đâu. Đấy. Yeah. Cô gọi rồi, cô gọi, cô gọi. Yeah, thôi, thơ có nghe tiếng không? Yến Nhi có nghe tiếng không?
Quân Khôi ơi, sang đây nào con nào, bà này lớp nào đây? Đức Anh ở lớp cô nào đây? Đi nào A2 đi với cô gọi A2, con ở đây đi. Cô gọi A2, A2 ơi. Đường Lam ơi. Em ơi,